Ủa chị quay nữa hả? Nhớ hay vậy ta. Chuẩn bị đi thôi. Thì mày đi Phan Thiết nữa hả? Chị cũng lấy cho anh em nữa hả? Có lấy cho anh em mấy lần á? Bữa anh hỏi kêu ai lấy cho em cũng không biết, không biết tên. Anh em cũng có biết tên ai đâu. Không cố định gì. Tùy khách đông á. Có một cục bên miệng nặng ra rồi trên cái trái như vậy.
Cục này nó có nhức không? Hơi cục bên này nó đụng vô nó bị hơi nhói nhói thôi. Phim á chỗ đó đấy. Cái mắt này. Ôi, sao nữa?